kho lưu trữ lõi băng ở Copenhagen, Đan Mạch với 25 km băng, chủ yếu thu thập từ Greenland, là nguồn tài nguyên quý giá giúp các nhà khoa học khám phá những thay đổi về khí hậu. Trong kho lưu trữ này, ghi chép về quá trình biến đổi khí hậu thời tiền sử và các hoạt động của con người trong suốt 10.000 năm qua. Jørgen Peter Stephensen, một giáo sư nghiên cứu về sông băng tại Đại học Copenhagen, đã quản lý thư viện băng này từ năm 1991. Đây là một trong những kho lưu trữ băng lớn nhất thế giới, với 40.000 khối băng được xếp gọn trong những chiếc hộp lớn, sắp xếp trên các kệ dài. Những mẫu địa chất đáng quý này được tạo thành từ tuyết nén, không phải là nước bị đóng băng. Các khoảng trống giữa những hạt tuyết được bảo tồn dưới dạng bọt bong bóng và không khí trong những bọt bong bóng này giữ nguyên niên đại của lớp băng. Kho có phòng chờ tương tự phòng đọc của thư viện. Đây là nơi các nhà khoa học có thể kiểm tra số băng mà họ lấy ra từ phòng lưu trữ chính. Tuy nhiên, họ phải thao tác nhanh vì nhiệt độ trong phòng chờ được duy trì ở âm 18 độ C, cao hơn mức âm 30 độ C trong phòng lưu trữ. Những loại băng đầu tiên được một nhóm nghiên cứu mang đến Đan Mạch vào những năm 1960 từ Camp Century, một căn cứ quân sự bí mật của Mỹ ở Greenland. Những lõi mới nhất được thu thập vào mùa hè năm nay khi các nhà khoa học khoan tới nền đá ở độ sâu 2,6 km ở phía đông Greenland, thu thập lõi băng lâu đời nhất có thể. Những mẫu này chứa vật liệu từ 120.000 năm trước, trong thời kỳ gian băng Interglacial gần đây nhất, khi nhiệt độ không khí ở Greenland cao hơn 5 độ C so với ngày nay. Số băng mới thu thập sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về mực nước biển dâng. Lõi băng là cách duy nhất để xác định tình trạng của khí quyển trước khi xuất hiện ô nhiễm do các hoạt động của con người. Với các lõi băng, những nhà khoa học đã lập được biểu đồ về sự thay đổi của khí nhà kính, CO2 và metan qua thời gian. Họ cũng có thể thấy được tác động của việc đốt nhiên liệu hóa thạch thời hiện đại. Các nhà khoa học hy vọng, với những nghiên cứu hiện tại từ lõi băng, họ có thể dự đoán được mức nước biển dâng trong 100 năm tới ở mức sai số 15 cm, một bước tiến lớn so với sai số 70 cm ngày nay. Do đó, các nhà nghiên cứu cũng kêu gọi thế giới bảo tồn kho báu lõi băng này và đảm bảo rằng nó sẽ trở thành di sản của nhân loại.